Ok, good evening everyone Good evening, good evening, good evening Hello, good evening Hello, good evening Ok, rồi Trời ơi, có nhiều bạn nói là âm nhạc hay không Ủa, mấy bữa thầy vẫn mở mà Vậy là chứng tỏ là uh, Mấy bữa không có vô sớm đúng không Tại vì trước buổi học thầy hay mở nhạc uh, Nhưng mà cũng cảm ơn các con nha Vậy thì Nãy giờ có đủ thời gian để ăn chưa? Trời ơi, có mấy đứa nói thầy ơi, con ăn không kịp, con mới vừa về là con phải bay vô lớp rồi. cho tội nghiệp quá. Thôi, à, hôm nay mình sẽ làm kiểm tra trong 20 phút. Và chúng ta sẽ bắt đầu tính giờ từ 8 mười 15 Cho nên bạn nào ăn đó, cứ ăn đi. Rồi, thầy cảm ơn Hoàng Ngọc nha. Tâm An hỏi đề có khó không? Rồi, nãy thầy trả lời các con trong im lặng đúng không? Bây giờ thầy trả, trả lời một cách... Uh, công khai luôn nè, tâm an hỏi đề có khó không? không khó con, à, 80% là những gì đã học, chỉ có 20% mình nâng cao một chút và cho ngoài lệ một chút thôi. nếu có con làm được 80 điểm trở lên là giỏi. an an hỏi khi nào làm lăm mình bắt đầu con nha. À, ấy như ha ha ha, rồi linh chi chào con, <laughs> cảm ơn phúc khang, khánh minh chưa ăn hả? Ừ, nếu mà con nhắm con ăn kịp trong vòng 6 phút thì khánh minh có thể đi đi gặm một cái gì đó nhanh gọn lẹ nha con rồi có cần có câu hỏi gì thêm không? Diệu Linh hỏi chỗ này có mưa không? Không con. Hình như là không, không có con ạ. À. À, Minh Cường nói là học xong mới ăn phải không? OK, ăn gì tối dữ Rồi Yến Nhi dễ ha. Vũ huân hỏi bao nhiêu là bao nhiêu gì con ơi? Có ôm trước khi kiểm tra hay không? Minh Khang hỏi. À, Minh Khang hỏi là có ôm trước khi kiểm tra hay không? Thực ra thì hôm bữa mình đã ôm rồi đó con. Nha, ngày thứ năm tuần trước Khang có vô lớp không? Thầy ôm cho mấy đứa rồi đó chơi cao hút ôn tập rồi đó thì hôm nay mình sẽ kiểm tra lấy điểm rồi mai minh mưa to lắm hả con ồ sao thầy không nghe tiếng mưa ở ngoài nhà? trời ơi linh chi nó con vừa làm bài vừa múc băng ổi chấm muối ớt ạ à, he 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 trời ơi đi kiểm tra mà như là đi ăn tiệc vậy đó hà à ái như con chưa kịp nuốt luôn á hả rồi mời con nuốt mình còn 5 phút nữa chỗ em mưa to lắm hả huy, huy huy hoàng ok rồi đăng minh sắp có bài mới cô nhớ ủng hộ đức thịnh hôm nay em đang học thêm thì cúp điện nên em đã về sớm á thầy chỗ biết nên vui nên buồn nữa vậy là có vui không à, hồng hiếu cuối cùng có hát hay không hả con muốn hát thì hát nha rồi quốc khánh he he uh, châu việt đức gì đây đang uống nước ngọt ngon lắm thôi ơi tụi con đi thi hay là tụi con đi kiểm tra hay là tụi con đi ăn uh, happy birthday vậy ấy cũng đang múc ban hả con múc ban cái gì vậy mì trẻ em ngon quá thầy ơi an an nói Quốc Khánh cũng mưa to lắm à con ở Hà Nội phong Quốc Khánh nha yeah. Bách Diệp cho con mưa cả ngày Ngọc Khuê vừa mới đi Trung thu về cho con mưa từ sáng đến tối hả Phương Nhi rồi mấy đứa thầy chỉ đang gọi là uh, kêu bằng là giải lao giải trí với các con chút xíu để cho các con uh, thoải mái tinh thần làm việc thôi nha và bạn nào mà ăn đó thì ăn lẹ lên trời đất ơi tôi đang cố tình câu giờ để quý vị ăn cho xong đó cái gì mà vừa ăn vừa chát vậy trời ơi gia phát đúng con à, rồi nhật minh đang ăn bim bim ngon lắm nhật minh cho thầy ăn một miếng được không Ái như con đang tụng kinh rồi đó ơi phúc khang con đang ăn cám Ủa con là con gì mà con ăn cám vậy phúc khang bách diệp ăn buffet minh đức à, ở thanh trì ước hết không mang áo mưa trời su cà Na chưa minh đức về tắm à, xong à, gọi là sấy người cho khô nha con chúng ta là lạnh bùa Nguyễn Hồng hạnh, ờ, thầy ơi nay sinh nhật con nè thầy happy birthday to you. Um Judith rửa khoai gì nữa ta, gì nữa ta? gì uh, là Ok rồi, chúc mừng sinh nhật con nha. Rồi ăn mi 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 bắt trung bộ mưa cả ngày sinh nhật con, em bánh chúc mừng sinh nhật các con nha. Rồi thôi bây giờ thầy nói này mấy đứa. Tổng cộng sẽ có 25 câu hỏi được chia thành 8 sections. Chúng ta sẽ có 25 phút để làm bài. Các con nhớ rằng à, tính thời gian từ 20h15 cho tới 20h35 phút nha. Đúng 20 phút. Những bài nộp sau 20h35 phút 00 giây sẽ không được công nhận kết quả. Sẽ không được công nhận dù rằng nó là 20h35 phút 01 giây đi nữa. Rồi, từng phần của bài kiểm tra sẽ hiện ra. Con vừa nhìn vào slide, con vừa chọn câu trả lời trên form trả lời mà thầy sẽ gửi cho con ngay sau đây. Nhưng mà để an toàn, các con nên có một cái mảnh giấy nhỏ kế bên và một cây bút chì để ghi đáp án chẳng hạn 1a 2b 3c 4e 5f gì đó ghi ra để lỡ mình có bị rớt mạng hoặc là reset mình không bị mất đáp án. Bởi vì sao? Câu hỏi chỉ hiện lên một lần và khi nó qua rồi thầy sẽ không chiếu lại nữa nha đó là cái hình thức kiểm tra ở trong lớp mình là như vậy để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các con à, trong uh, việc thi offline đó các con đi thi ở trong phòng thi thì nó dễ hơn có con tờ giấy làm bài thôi ha còn ở trong uh, thi online nó phải khó như vậy để tránh trường hợp gian lận mấy con nha rồi uh, bây giờ thầy gửi luôn được không hay là tụi con muốn đợi bình luận nè bình luận đi mấy con uh, uh, bình luận công khai đi nè yes or no bây giờ thầy gửi luôn ha hay là đợi tới năm giờ hai uh, mươi uh, giờ mười rồi hẳn 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 làm yes luôn phải không đợi hả no yes yes thôi nhiều bạn chọn yes thì thầy, thầy, thầy ưu tiên chọn yes ha rồi bạn nào mà cảm thấy uh, mình muốn thách thức bản thân thì <laughs> uh, chúng ta không cần phải làm liền ha mình đợi chút xíu cũng được rồi đây con ạ à. Link đây bây giờ thầy sẽ gửi vô trong khung chat và sẽ gửi vô trong zalo các con hãy nhanh chóng điền đầy đủ thông tin họ tên À, trường lớp của mình đi con nhanh lên nào đây thầy gửi vô trong trong uh, trong khung chat này rồi một cái ok tiếp theo con nhanh lên nhanh lên làm đi rồi thầy gửi luôn rồi đó nha nhanh nào Ok chưa? Điền tên chưa? Rồi, bắt đầu làm bài nha các con. Đây. Câu hỏi này 2 phút Như vậy là đã xong 7 câu hỏi của section 1. Khuyến mà cho các con thêm 10 giây nữa. Đi đáp án vô đi. Qua là mất đó. Rồi, ghi lại chưa? Nào, bây giờ, section 2. Chỉ có hai câu thôi, một phút bắt đầu. Rồi, hết một phút. Ghi chủ lại nha. Chúng ta qua section 3, gồm có 4 câu hỏi với thời lượng 3 phút bắt đầu. À, 5 câu hỏi chứ con, 3 phút bắt đầu. Rồi thêm 10 giây nữa các con ghi chú lại đáp án đi, chúng ta chuẩn bị qua section 4. Rồi đây, section 4 gồm có 5 câu hỏi và cũng là 3 phút, xin mời. Chuẩn bị ghi lại đáp án đi mấy con. Rồi, chúng ta qua section 5. Gồm có hai câu hỏi. Thời lượng là 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Tụi con được sử dụng Google dịch nha. Rồi chúng ta qua section 6 các con nhé. Section 6 này các con dành ra 2 phút để đọc bài này. Chỉ để đọc thôi, ai cần cùng dùng Google dịch thì thầy cho phép. Câu hỏi sẽ hiện ra sau. Rồi câu hỏi hiện ra mấy con nha. Đây là section 7. Các con có 3 phút để trả lời section 7. Bắt đầu. Rồi qua section 7 nha, chúng ta sẽ cùng đến với section 8 cùng với hai câu hỏi và đó là hai câu cuối cùng của chúng ta. 3 phút bắt đầu. Rồi và như vậy là các bạn sẽ có thời gian kiểm tra lại đáp án <laughs> Bây giờ nè thầy hỏi nè à, các con muốn coi lại không bởi vì chúng ta còn 3 phút Thì bạn nào mà muốn à, à, nhập đáp án vô thì cứ nhập nha Bây giờ thầy sẽ chiếu lại một lần nữa tất cả các section rất là nhanh Bạn nào mà coi không kịp thì mình có thể làm lại nè Rồi 10 giây cho mỗi section nhanh lên Ok anh Quân. Rồi, làm lẹ ha. chưa? Kiểm tra lại nha. Rồi, section 2 là câu này nè, kiểm tra lại chưa đúng chưa? Bạn nào không cần có lại thì thôi con, cứ nộp bài. Rồi, section 3. section 4. <laughs> <laughs> rồi, section 5. Con này nãy thầy cho cũng nhiều thời gian ha, mình qua luôn ha. Section 6. Rồi, được rồi, đã hết rồi đó. Ok, vậy thì uh, các con nộp đi. Nộp nhanh lên trước 20h35. Còn chưa đầy 2 phút nữa nha Linh con. Chưa đầy 1 phút nữa nha Linh à mấy con nè. <laughs> Đang đọc comment của mấy con và cười. Chuyển đi nha mấy đứa ơi. Đừng có làm nữa Gửi cho thầy đi Sau đó là không được công nhận kết quả đâu Không biết làm câu nào cứ để trống Nộp đi, bấm nộp đi nhanh lên Rồi ok còn vài giây cuối cùng. Và hết giờ. Rồi được rồi. Bây giờ các con không cần nộp nữa đâu. Thực à, thật ra mình nộp để mình biết điểm thôi cũng được, chứ kết quả đó không được công nhận nữa ha bởi vì quá giờ rồi, mai mốt lần sau ráng làm nhanh lên. Hôm nay cảm thấy uh, bài như vậy là là, 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 là gọi là 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 vừa phải hay là nhanh quá hay là chậm quá đâu mở micro nó nghe coi khổ nhanh quá nhanh quá. À, quá hả khó chỗ nào con khó chỗ từ vựng hay là khó chỗ là nhanh quá phát à, à, âm hả phát âm khó hả rồi ok bây giờ ha À, để thầy coi sơ sơ cái các con cứ muốn nói gì cứ bình luận cho, cho thầy nè rồi 60 điểm nữa năm sáu thì chắc mẹ con đánh con chết quá à, rồi ok anh Quân không sao con 40 chắc mẹ con đánh con chết quá trời ơi tội nghiệp thằng nhỏ giờ trời ơi rồi em ăn rồi chấm muối Tây Ninh rồi chắc hơi bị cay đây <laughs> con được có 64 điểm <laughs> tội nghiệp quá

À bạn Đức dịch câu hỏi hết thời gian hả con? Bởi vậy, thực ra đó, bởi vì thầy cho thời gian gấp rút như vậy, cho nên chỉ có là mình mình biết làm á thì nó mới mới còn thôi. Thì mình mới kịp thôi còn mình ngồi dịch câu hỏi thì nó cũng không có kịp. Bởi vì con biết đó, ở trong kiểm tra có một khái niệm gọi là đề mở mà con biết rồi, đề mở là mình có thể mang tài liệu theo. Có thể dùng Google, có thể dùng uh, sách vở, tất cả mọi thứ, đúng không? Nhưng mà bù lại, câu hỏi thường nó sẽ rất khó và uh, uh, nhiều khi làm không kịp. <laughs> Đó, 67 câu không biết làm, bắt dịp không sao con, 32 câu, 40, 72, khó quá hả? Ok rồi, thôi không sao, thôi vậy chúc các con điểm cao nha. Bây giờ, muốn thầy sửa bài phần nào chắc là thầy sẽ sửa một phần thôi rồi sau đó thầy sẽ giao lưu với các con đặt những câu hỏi về tư vấn uh, uh, tâm lý uh, tâm sinh lý tuổi mới lớn hồi nãy trong lúc nâng cao đó các bạn hỏi thầy những câu trời ơi mang báo bài ở trong lớp hỏi mới ghê chứ con nào không biết hỏi thì thầy chỉ cho rồi mấy con muốn thầy sửa phần nào nè ưu uh, tiên đám đông nè phát âm ngữ pháp giao tiếp từ vựng đọc hiểu sửa gì phát âm giao tiếp từ vựng đọc hiểu ngữ pháp sửa cái gì mà bà, bà, mở micro nói đi nào à, khảo sát cái nè Tất cả tất cả Tất cả Tất cả Tất cả Rồi đúng rồi. rồi ok giờ là sửa hết phải không Ok rồi sửa hết cũng được Tốt giờ là rất ham học giỏi Bây giờ ha Mình sửa từng câu một nha thầy sửa nhanh Nếu còn thời gian thì mình sẽ tâm uh, Gọi là tư vấn uh, tâm lý tâm tư Tâm sinh lý tình cảm tuổi mới lớn Rồi nhìn Question 1 xin lỗi section 1 câu này thì các con biết rồi chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác với ba từ còn lại thầy sửa nha từ câu số 1 tới câu số 5 là mình làm theo cái kiểu đó căn coi à, tận cùng âm s có ba cách à, xin lỗi có hai cách đọc đúng không con cà phê không tính phí thì đọc là sờ còn lại đọc là giờ đúng không ở đây chữ p cà phê không tính phí Ờ, trên cái này đọc là sờ. những bạn nào mà chưa học cà phê không tính phí gì đó yên tâm tháng sau học lại thầy luôn luôn dạy mấy cái này nha rồi những cái khác nó không nằm trong cà phê không tính phí phát âm là giờ nha đáp án là câu a con làm đúng không câu b cách phát âm đuôi cờ hờ anh à, xin lỗi không phải đuôi mà là chữ cờ hờ chữ cờ hờ có 3 cách đọc bạn nào học kỹ bài đó sẽ thấy là một đọc là chờ hai đọc là cờ và ba đọc là sờ đúng không con vậy thì chữ đẹp là punch nó là cách đọc này chữ này đọc là school chữ cờ này con school đọc là âm ca chữ march là thuộc âm trên và chữ touching cũng là âm trên do đó chúng ta chọn câu school bạn nào làm đúng không đúng chưa question 3 là đuôi y đi đúng không đuôi y đi thì chúng ta thấy khi tận cùng một động từ là tờ hoặc giờ thì cái đuôi y đi đọc là it ở đây chúng ta chỉ thấy chỉ có mỗi cái câu f là đúng thôi digested còn còn lại đọc là âm d hết cho thầy ha. Thầy không có thời gian để giảng lại, thầy chỉ cung cấp đáp án cho con thôi. Hai không, bạn nào không hiểu thì hỏi. Tiếp theo là phát âm đuôi es. Phát âm đuôi es thì có ba cách, một là s, hai là z, ba là is. Mình sẽ phát âm is trước. Nếu mà phía trước nó là cô gái giỏi, xuất sắc, chạy, sh. Phải không con? Phát âm là sờ nếu như nó là quán phở không tính phí còn phát âm là giờ nếu như nó là còn lại vậy chúng ta coi nè ở đây có sờ nè sờ nè và g chữ sc chữ sc và chữ g nó nằm trong cái bộ cô gái giỏi sh cho nên ba cái thằng này đọc là âm is con boxes kisses oranges riêng câu trên câu b đọc là giờ thôi con ạ à. chọn. chọn câu b nha Thứ năm là kiến thức của e cầm. Các con nhớ nếu mà thấy e cầm mà nó có dạng chữ A rồi cái gì đó tới chữ E thì chữ A này sẽ được phát âm thành âm âm A con nhé. Đó là đặc điểm của e cầm. Bạn nào chưa học e cầm tháng 10 học lại từ đầu. Yên tâm. Câu A đọc là break. Âm A mà. Chữ A nó thành âm A hả con? Đối với e cầm. E cầm nha. Bạn nào không biết e cầm ghi chú lại đi tháng 10 nhớ để ý. Rồi, ờ, âm A, break. Câu C, tame. Âm A luôn. Câu F, lane. Âm A luôn. Nhưng mà riêng câu câu E mình đọc là A. Đó là bởi vì E come, mình sẽ loại, gọi là mình sẽ trừ hai trường hợp ngoại lệ. Đó là chữ gì các con có nhớ không ạ? À? Trừ hai chữ gì nè? Xe rùa. À, sờ với R, đúng không? Xe rùa, thấy không? Rồi, thank you trừ s và trừ r ra ở đây là chữ s nè con cho nên đây không đọc là A mà đọc là ax và nếu ta đọc là chữ r thì đọc là r nhưng phải đọc là a nữa rồi tiếp chọn từ có vị trí đặt trọng âm khéo những từ còn lại câu này thì khó thật nha yeah. câu này là biết hoặc là không biết thôi chứ chưa con này chưa học câu này là câu mà thầy lồng vô để thử thách các con câu a entertainment những âm ba câu c information những âm ba luôn Câu E, difficulty. Difficulty, những âm 1. Câu F, understanding, những âm 3. Chọn câu E nha con. Câu số 7, meter, những âm 1. Subject, những âm 1. Enough, những âm 2. Caring, những âm 1. Chúng ta chọn câu enough. Rồi. <laughs> mình đứt sau đầu mình quay quay. <laughs> Rồi đó là phần phát âm. Bạn nào làm đúng hết không? Comment cho OK con nào. Rồi, tiếp theo là câu giao tiếp. Câu giao tiếp, câu này không ai hỏi hết ha. À, rồi. Ok ha. Ồ, oh, cũng nhiều bạn ok đấy chứ. Bạn Sue hỏi, Can you help me with my essay? Cậu giúp tớ bài luận được không? Thì Robert trả lời là, Không có gì cả được. No problem. Không thành vấn đề. chọn câu D nha con. Giúp tôi được không? No problem. Nghĩa là không thành vấn đề, tức là giúp được. Những câu khác là sai, bởi vì câu, ở trên you welcome là không có chi. Câu E I think that too là tôi cũng nghĩ thế. Câu F là sure, sure là chắc chắn. Lẽ ra dừng ở đây thì được, nhưng mà đừng có thêm chữ I'm leaving now, I'm leaving tôi đi đây. Ủa gì kỳ vậy? Gì vậy? Gì vậy? Tự nhiên cái E giúp tớ bài bài luận được không? Ok, tôi đi đây. Trời ơi trêu người ai vậy? Câu đề nha mấy con. Câu câu số 9, would you like to see a movie this evening? Đây là câu đề nghị ha. Bạn có muốn coi phim tối nay không? Thì David phải trả lời Được, ý kiến hay đó Sẽ rất là hay đó Sẽ rất là hay Những câu khác đều sai hết nha okay. Con về tìm hiểu con, những câu đó là gì Rồi, có con đúng hết không ạ? À? Tiếp theo là câu ngữ pháp Câu này là các bạn đòi thầy sửa đúng không? Rồi, câu số 10 Câu này nó hỏi là Câu số 10 và 11 chung câu hỏi con Từ nào dưới đây không viết ôi giời đây nó hỏi từ nào dưới đây không viết đúng dạng số nhiều nhớ chữ không và số nhiều tụi con không cần cái câu hỏi đúng không chỉ cần biết là không viết đúng dạng số nhiều thì chúng ta thấy nè chữ fox tận cùng là chữ xì Ông Sáu giỏi chạy xe SH. Ông Sáu giỏi chạy xe SH. Khi thấy năm xin lỗi khi thấy sáu thằng này các con muốn viết số nhiều phải thêm ES cho thầy. Ở đây đề bài đã thêm ES là đúng. Ok. Tiếp theo, con dao. Con dao có từ nguyên mẫu là như thế này đây. Và cái luật của chúng ta là gì? Khi con thấy F hoặc FE tận cùng, con phải làm nhiệm vụ là bỏ hết bỏ F và FE thêm tức là con thay đó thêm cái chữ V E vô đây là cái luật bạn nào chưa bạn nào quên thì coi lại bạn nào quên mới mốt học lại vậy thì ở đây ha knife là con dao bỏ chữ FE đi con là còn K -N -I. thêm chữ V vô thành này này đúng luôn tương tự rulers là cây thước đó. Cái thứ thì mình thêm S bình thường Không vấn đề gì hết Này đúng luôn Loại suy chúng ta chọn câu D Mà đúng ra cái dạng số nhiều Của cây xương rồng Cactus là cacti Ok rồi Tiếp theo À Ông xó giỏi đúng không Ông xó giỏi chạy xe SH Phải thêm ES ở đây Tận cùng là chữ O Thêm ES là đúng Oranges Trái cam Thêm ES đúng Chả vấn đề gì Mangosteen Thêm S bình thường Không vấn đề gì hết Câu này sai Bởi vì tận cùng là F Thầy nói rồi khi tận cùng là F, chúng ta bỏ chữ F đi con. Còn L, E, A thôi. Bỏ chữ F đi ha, chữ leaf là lá đó con, chiếc lá đó. Con bỏ chữ F đi, con thêm V, E, S cho thầy. Vậy mới đúng, đây là những chiếc lá. Câu E sai rồi. Đáp án câu D và câu E. Mangosteen là gì? Gia Pháp hỏi. Mangosteen là măng cụt con. Trái măng cụt. Rồi, câu tiếp theo. Câu 12, 13, 14. Chọn câu đúng. Đây là câu về mạo từ đúng không? Câu này mình làm rồi nè mấy đứa nhớ không? Chọn câu nào mấy đứa? Trong lớp mình làm rồi nè. Do you want to go to chấm 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 restaurant where we first met? Này trong lớp làm y chang luôn ha. Câu này chọn gì? À, <laughs> rồi bạn có muốn đi tới cái nhà hàng nơi mà chúng ta đã gặp hay không? Khi mà mình nói một điều mà mình tin rằng người nghe đã biết điều đó À, thì chúng ta sẽ chọn mạo từ xác định tờ ở đây bạn có muốn tới cái nhà hàng mà chúng ta đã gặp hay không khi mình nói câu đó là mình tin rằng hai đứa này đã gặp nhau ở cái nhà hàng đó rồi đã biết về cái nhà hàng đó rồi nó mới định nghĩa chứ phải chưa rồi à, không có thời gian để mình nói dài hơn nếu các con vẫn còn chưa nhớ cái mạo từ sẽ tới một lúc chúng ta học lại nhé rồi nhưng mà trong chờ đợi trong khi chờ đợi đó thì các con có thể coi lại những video thầy đã hướng dẫn. À, còn ai không biết cách coi lại video thì hỏi thầy sau nha. Con này chọn tờ con. Câu 13 nè. Để tôi giới thiệu bạn với cô Linh C. Đó là một cô gái tốt bụng. Để tôi giới thiệu với bạn. Vậy là mình đã biết về cái cô đó chưa? Chưa cái này thầy chỉ nói cho những bạn đã học mạo từ rồi thôi ha còn bạn nào mà chưa học cái buổi đó thì thì thôi cứ nghe cho biết Đúng không tại thầy biết có nhiều bạn hôm nay là buổi học đầu tiên của con hoặc là con nghỉ học bữa đó <laughs> bữa đó con nghỉ học mà con không chịu coi lại bài nữa là thua ngày hôm vậy thì lần đầu tiên giới thiệu thì chúng ta sẽ chọn mạo từ bất định ở uh, she is a nice girl rồi, câu 14 là một câu thuộc kiến thức cũ của chúng ta, câu điều kiện loại loại 1. Thấy chữ may nè con, câu điều kiện loại 1. Thấy may, thấy can là câu điều kiện loại 1 nha, thấy will, thấy ba chữ này con chọn loại 1. Thấy might. Thấy could. Thấy would. Thì đó là câu điều kiện loại 2. Rồi câu điều kiện 1 thì quá dễ. Mệnh đề if chia thì hiện tại đơn. X chủ ngữ số ít cho nên động từ rain thêm s vô. If it rains tomorrow, we may postpone going on a picnic. Nếu mai mưa, chúng ta có thể hoãn cái chuyến đi picnic. Rồi câu này bạn nào đúng hết đâu? Rồi con đúng được mấy câu. Rồi Bảo Nhi thầy thấy câu hỏi của con rồi nha. Bảo Nhi không có trong nhóm phay là phải kêu cô ánh ác con vô nhóm phay nha. Rồi có bạn sai hết Quan trọng là con học được bài gì nha con Rồi Con kia cô Ánh hay cô Quỳnh gì đó Ờ, à, Thiên sai hai câu Rồi đúng ba câu hả Khánh Minh Rồi ok thank you Câu tiếp theo Câu uh, ngữ pháp tiếp theo nè con một kiến thức của bài cũ về mệnh đề quan hệ Con thấy đó Lâu lâu thầy cứ vậy Cứ nhắc lại kiến thức cũ Rosa là một nhà hàng Chấm 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 Phục vụ món ý phục vụ. Italian food là món ăn Ý. Rồi, restaurant là nhà hàng. Rosa là một nhà hàng mà phục vụ món ăn Ý. Chúng ta chọn chữ gì? Rõ ràng mình thấy chữ nhà hàng. Nhà hàng là một đồ vật, đúng không ạ? Không phải là con người. Nên mình không thể nào chọn who và whom được. Đồ vật thì chỉ có that hoặc là which. Ở đây chỉ có câu D là đúng. Ai chọn which is là sai. Which thì đúng. Which serves. Hoặc that serves. Chứ không có which is serve. Không phải muốn tự tiện thêm chữ is là thêm nha. Câu D mới đúng. Câu 16. Đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta thấy dấu hiệu chữ for. Và thời gian. Con thấy chưa? Chữ for là trong vòng. 5 year là 5 năm. Trong vòng 5 năm. Đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Có công thức là half been cộng verb in. Rồi nếu con quên, không sao. Sẽ tới những lúc mình học về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Nha, con đừng lo. Tất cả chúng ta đang học không phải là học lớp 6, không phải học lớp 7, không phải học lớp 8, cũng không phải học lớp 9. Chúng ta học tổng hợp để luyện thi vào lớp 10 một kỳ thi quan trọng của chúng ta. Rồi, tiếp tục câu 17. Tôi rất thích được ở cùng John vì anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy đây là một câu rất khó, đây là câu nâng cao. Hồi nãy thầy nói rồi, trong bài của chúng ta có khoảng 20% các câu nâng cao. ha Câu này là câu thuộc lĩnh vực từ loại. Câu này phải chọn câu F mới đúng không? Comfortable. Anh ấy luôn khiến tôi thoải mái. Tất cả những từ này đều có nghĩa là thoải mái. Nhưng con nhớ dùm thầy. Sau từ feel. Chúng ta cộng tính từ với thầy nha con. Từ feel. Từ look. Từ seem. Từ become. Từ get. Cộng tính từ bình thường thôi. Không có phải là cộng với trạng từ hay là danh từ đâu ha con. Nhưng. Ở đây tính từ có hai câu đều đúng là câu E và câu F. Chúng ta phải chọn. Câu E là thoải mái. À, Thầy nhầm câu F là thoải mái con. Còn câu E là không thoải mái. Ân có nghĩa là không. Không thoải mái. Vậy thì mình, bây giờ mình lại chọn sao cho nó đúng nghĩa nè con. Tôi rất thích được ở cùng John. Vì anh ấy luôn làm tôi cảm thấy. Thấy thoải mái hay là không thoải mái thoải mái chứ đúng không? Câu F. Rồi. Câu số 18. Chọn câu sai. Ở đây chúng ta có từ since. Nó cũng giống với từ for ở trên. Since là kể từ. Khi thấy từ since, chúng ta có thể dùng thì hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành. ha Ở đây có đáp án là câu B sai con. Chỉ đơn giản thôi con nhìn dùm thầy cái cấu trúc này con hãy nhớ dùm thầy nha one of the bữa thầy có nói ha hay là one of my one of his one of her nói chung thấy chữ one of đằng sau sử dụng danh từ số nhiều và đếm được dùm thầy nha bắt buộc phải là danh từ số nhiều bữa này có nói rồi đúng không trong cái bài mà danh từ số xin nhiều số <laughs> nhiều cho nên chỗ này sai câu này rồi phải là one of my best friends bởi vì one of có nghĩa là một trong những Một trong những người bạn của tôi Chữ những Và thêm S vô chứ Và thêm S vô Nha, yeah. rồi Câu 19 Đây là Thấy chữ đây nè con Số ít Thấy chữ is cũng số ít Thì chữ books cũng phải số ít Khỏi nói nhiều Tôi book sai rồi Này, thêm S là sai rồi This is the book Chữ this là dùng số ít mà Dùng số nhiều là chữ gì con? Số nhiều là chữ gì? Thay chữ this bằng chữ gì con ơi? Bạn nào nhớ đánh cho thầy coi Thay vì là this is thì số nhiều là These are Đúng rồi anh Thư These are nha Nếu mà bạn nào quên thì thầy nhắc lại These are Rồi Chữ này chắc phải học lại quá wow. Tiếp câu 20 cái này đáp án là câu câu d còn, con con muốn biết tại sao về nhà tìm hiểu không hiểu thì hỏi thầy nha còn cái này thì nó hơi hơi phức tạp hai câu này nó hơi khó này câu nâng cao thầy đưa vô để phân loại học sinh rồi nhưng mà để thầy dịch luôn cho tự truyện ý lộn không phải tự truyện thầy nhầm thầy nhầm thầy nhầm uh, biology uh, xin lỗi không phải tự truyện đâu con uh, biography dịch ra là gì ta Ờ uh. Nói chung nó là một cái câu chuyện của một người mà người khác viết. À tiểu sử. À, trời, yes, oh, very good. in. À, đúng rồi con. Yes, tiểu sử. Còn tự truyện là con phải thêm chữ auto vô nữa. Là người đó tự viết về mình thì gọi là tự truyện. Còn không thì là tiểu sử thôi ha. Ok, that's good. Tiếp theo, câu 21. Nhiều cây cối và sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bây giờ đang có nguy cơ tuyệt chủng. Yeah. Extinction là tuyệt chủng con. Rồi, expression là sự biểu hiện, extension là... À, rồi, thôi không, không cần biết đâu. Yeah. Rồi, tiếp. Câu 20, rồi. Câu này, thầy dịch cho con cái đoạn văn. Mà chắc con dùng Google dịch, chắc con cũng dịch được rồi, thôi khỏi đi. Ha, Về dùng Google dịch, dịch. ha. Nhưng mà thầy nói đáp án này. À, đây. Mỗi quốc gia và mỗi đất nước đều có những phong tục và truyền thống riêng của họ. Ở nước Anh, truyền thống đóng một vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống hơn là những quốc gia khác. Người Anh rất tự hào về truyền thống của họ và luôn luôn giữ gìn truyền thống cẩn thận. Luật đã xuất hiện khoảng 300 năm rằng luật nói rằng tất cả nhà hát đều phải đóng cửa vào chủ nhật. Thư không được gửi tụi con không có được gửi thư vào chủ nhật người ta sẽ không gửi đâu chỉ có một vài tờ báo chủ nhật là được phát hành mà thôi rồi câu 22 hỏi ý chính của đoạn văn trên là gì rồi đáp án chính là câu 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 a nha con người ở nước anh yêu truyền thống của mình đó là cái ý chính ý chính của quy một đoạn này rồi, còn câu B, tại sao uh, theaters lại được mention là bởi vì... Ủa? Này là gì trời? Mr. With Cinema, I like the popularity of some of those... À, câu D. Explain British Theater Customs. À, wait, 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 lộn, 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 bài bài. Câu E, con, câu E mới đúng, câu E mới đúng nha. Yes, câu E. Minh họa một truyền thống liên quan tới ngày Chủ Nhật. Rồi còn câu 24, 25, hai câu cuối Điều gì xảy ra cho các nhà hát vào Chủ nhật ở Anh? Tất nhiên là đóng cửa rồi Không có được hát à. Câu số 25 Điều gì có thể suy ra được từ luật của người Anh? Đó chính là câu C Nhà hát có thể mở cửa vào những ngày trong tuần và thứ bảy Còn Chủ nhật thì không được Chủ như đóng cửa Rồi Xong, bây giờ còn thời gian ít ỏi Cho một vài câu hỏi Hỏi gì vui vui, đừng hỏi chuyên môn nữa Nghe chuyên môn vậy là nhức đầu lắm rồi okay. Rồi mấy con yên tâm Thầy hy vọng là mấy con uh, sẽ uh, Cứ mưa dầm thấm lâu Đừng bao giờ nghỉ học Đừng bỏ một buổi học nào hết mấy con Thì uh, Rất là nhiều kiến thức con sẽ không nhớ được Nhưng mà lâu lâu một lần con sẽ Được ôm lại, ôm lại, ôm lại Rồi chúc Hồng Hiếu ngủ ngon Hồng Hiếu được mấy điểm con? Trời mấy đứa kêu dịch tên quá hả Dịch tên giờ sao dịch hết được À đúng rồi Hưng Phúc Nãy Hưng Phúc con hỏi gì hả Hưng Phúc Con <laughs> hỏi gì mà section gì đó À thiếu 60 À Bảo Thắng hỏi tại sao đổ nước vào xăng đang cháy Thì tại sao lại cháy thêm Bởi vì xăng là chất hữu cơ nhẹ hơn nước Cho nên xăng nó sẽ nổi lên trên mặt nước Con tạc nước vô xăng á xăng nó trồi lên, nó đang cháy. Đây con, đây nè con, để thầy ví dụ ha. Rồi xăng đúng không? Vẽ cho con coi. Chẳng hạn con hãy coi, cái đây là cái bãi xăng này, xăng đó, đó. Giờ đang cháy nè, đang cháy đây ha. Đợi, mà con biết rồi xăng nó cháy là nó sao? Nó cháy toàn bộ luôn chứ đâu phải là cháy cái chỗ này rồi cái khúc này không cháy cháy hết con mà thầy dễ tượng trưng thôi nha cháy hết vậy thì con bò, bỏ nước vô đó con có chắc là con có đủ nguyên một cái mảng nước như thế này bự hơn xăng con ập xuống đây không nếu con chắc chắn được chuyện đó thì thì lúc đó con mới ok rồi con biết tụi con đợi thầy chút xíu nha đợi thầy một chút nha Rồi. À, cho nên là cái chuyện này đâu có thể xảy ra. Thường người ta sẽ đâu có cái 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 nào mà tự nhiên cái đùng cái nước trên trời rơi xuống nguyên khối, không có. Người ta thường sẽ chữa cháy bằng cách xịt nước con, đây là cái vòi nước nè con. Người ta xịt vô chu chu chu, rồi con biết rồi. Xịt vô kiểu này thì sao? Nước nó xuống dưới này đó, xăng nó nổi lên trên mà nó vẫn cứ cháy. Chưa hết đâu con. Nước này mà nó nhiều đó ham nó sẽ mang nó sẽ lan đi nè lan đi lan đi chảy đi và xăng nó làm sao con này nó nổi lên mặt nước nè thấy không nó nổi lên mặt nước và con đừng quên mỗi một cục xăng nó sẽ mang theo một ánh lửa vậy thì chúng ta thấy rằng đó là lý do tại sao đổ nước vào xăng đang cháy nó lại cháy thêm ok không hả bảo thắng tiếp theo câu hỏi tiếp theo ai nữa đúng rồi bảo nhi dìm lai ánh sáng mờ con đố thầy căn trừ một có ra nghiệm không có đó là số ảo cho mốt con sẽ học rồi thôi được rồi, hết rồi, hết giờ 9 giờ 1 phút rồi, bữa sau hỏi tiếp nha. Đi ngủ ha, chờ bản điểm của thầy nghe. Chúc các con ngủ ngon, nhớ thứ năm này nghỉ học theo lịch của tháng. Hẹn gặp lại vào tháng 10. Bye bye. 3 tháng ba 10 gặp lại. Thầy. Ừ, thầy ngủ ngon ừ. nha. Chúc thầy. thầy ngủ ngon nha. Ừ. Ngủ ngon nha. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Ngủ ngon. Bye. Ừ.